thôi mà ba mẹ cũng không cho nữa. Trời ơi, Ngưu Hành đến. Mình không ăn thịt bạn đâu, đừng có la như vậy. Tại sao bạn lại ở đây? Bạn muốn gì hả? Mình đi ngang đây, nghe nói bạn đang muốn có một cái iPad hả? Đúng rồi đó, mình xin ba hoài mà ba không mua cho mình. Vậy bạn giúp mình giữ cái iPad này mấy ngày được không? Hả? Ý bạn là cho mình cái iPad này hả? Không, mình chỉ nhờ bạn giữ giùm vài hôm thôi, mấy bữa mình lại quay lại lấy, có được không? Trời ơi, tưởng gì, là mình mừng hụt, giữ mà không được xài cũng vậy thôi. Đâu, bạn có thể sử dụng nó thoải mái, không sao đâu. Thiệt hả? Thôi được, thà có còn hơn không, mình sẽ giữ giúp bạn vậy hơn. Nhưng bạn nhớ, bạn không được chơi quá nhiều, đây không phải là iPad bình thường đâu nhé. Mình biết rồi mà, yên tâm đi, mình sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn bạn nhiều nha, mình đi đây. Cần tự nhiên có cái sạc miễn phí, giờ mình phải chơi với nó mới được. Trời, sao con chưa ngủ nữa? Bài tập trong lớp nhiều quá, giờ con mới đi ngủ được. Vậy hả? Thôi, tranh thủ ngủ, mai còn đi học nữa con. Dạ. Đó là bài mới của ngày hôm nay, còn bạn nào chưa hiểu không? Nè đớm, em đang làm gì đó? Em đang coi lại bài nè cô. Vậy hôm nay cô đã dạy gì? Nói lại cho cô nghe xem. Dạ, em đớm, mấy hôm nay sao vậy? Bài tập về nhà thì bỏ bê, vô lớp không nghe giảng. Thì ra là do cái này hả? Ai cho em mang iPad đi học? Ngày mai cô sẽ qua tìm gặp ba mẹ em. Hả? Ba mẹ mà biết được là mình tiêu đời, phải tranh thủ chơi khi có thể mới được. Trời ơi, sao các em ấy có thể biến thành con quái vật to như vậy được chứ? Ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi. Sao mình hoa mắt mặt mỏ quá vậy? Cứu thời gian. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiệt tình, mình đã nói với bạn là không được chơi nó quá nhiều mà. Đây là cái iPad hút sức khỏe của con người để lớn lên đó và biến thành con quái vật để tiêu diệt thế giới này. Thì ra là vậy. Hên mà mình tới kịp. Không phải iPad này không, mà các máy chơi game khác cũng vậy. Chơi ít thì không sao, nếu bạn chơi nó quá nhiều, bạn sẽ bị nghiện, rồi không lo học hành. Hiểu rồi, mình không có đòi iPad nữa đâu. Giờ thì mình phải đi học. Tạm biệt.